Rất vui được gặp lại các bạn tại kênh Tiếng Trung Bối TV Channel Kênh Tiếng Trung chủ yếu dành cho những bạn lao động, những bạn muốn học tiếng Trung cấp tốc Và trên màn hình là các bạn đang xem về series Tiếng Trung cấp tốc 2018 Hôm trước chúng ta đang tìm hiểu ở bài số 5, nó về số đếm Hôm nay chúng ta tiếp tục sang bài số 6, nó về chủ đề thời gian Và để các bạn có thể nắm vững được bài số 6 này thì các bạn bắt buộc phải học qua về bài số 5, nói về số đếm Thì các bạn mới có thể Xem bài số 6 này một cách trôi chảy được Vì sẽ liên quan đến nhiều con số Chúng ta cùng bắt đầu sang bài số 6 Đầu tiên chúng ta về cách hỏi giờ Cách hỏi giờ trong tiếng Trung có một câu hỏi rất là đơn giản và dễ học Đó là xin trời trí tiển Xuyên tiển trời trí là bây giờ Âm ừ, hẳn Việt chính là hiện tại đấy Hiện tại nghĩa là bây giờ Chỉ chỉ là mấy Tiễn là giờ như vậy xin trả chỉ tiện là bây giờ là mấy giờ trong thực tế trước khi hỏi thì các bạn thêm nên thêm là chuyển uẩn nghĩa là chuyển uân nghĩa là xin hỏi chuyển uẩn xin trả chỉ tiện xin hỏi bây giờ là mấy giờ các bạn lưu ý nhé chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cách nói giờ trong tiếng trung cách nói giờ trong tiếng trung thì cũng khá giống trong tiếng việt chúng ta nói giờ trước nói số phút sau ví dụ 10 giờ, 10 giờ 10 phút thì chúng ta sẽ đọc là sao? Các bạn áp dụng theo công thức ở phía bên trên gồm có số là số, con số đấy, cộng với tiễn nghĩa là giờ. Rồi, số trừ lại là con số, nhưng đây là con số của số phút, đó là phân chung, được chưa? 10 giờ 10 chúng ta sẽ nói là sứ tiễn, sứ phân chung. Các bạn có thể lược bỏ từ chung này đi. Trong văn nói thì chúng ta chỉ cần sứ tiễn, sứ phân, được chưa? sứ tẻ sứ phân 10 giờ 10 phút ok đến 12 giờ 15 phút thì cũng tương tự 12 đọc là sứ 15 đọc là sứ ủ như vậy chúng ta chỉ cần nói là sứ ở tẻ sứ ủ phân sứ ở tẻ sứ phân là 12 giờ 15 phút rất là dễ đúng không đến 8 giờ 30 thì chúng ta chỉ 8 đọc là 3 30 đọc là sang sứ sang sứ được chưa như vậy 8 giờ 30 sẽ đọc là 3 tiền sang sứ phân. 3 tiền sang sứ phân. Ngoài ra, cũng như trong tiếng Việt, 8 giờ 30 phút, chúng ta có thể nói là 8 giờ rưỡi. À, 8 giờ rưỡi chúng ta dùng từ 3 tiền pan, pan. Các bạn nhớ nhé, Ba tiền là 8 giờ, pan là 8 giờ rưỡi. Tại sao lại pan, pan, âm hán Việt là bán, bán nghĩa là một nửa đấy. Một nửa như vậy, Ba tiền pan nghĩa là 8 rưỡi. Đến 6 giờ 45 phút, 6 giờ 45 phút thì 6 đọc là liệu 45 đọc là sư sứ được chưa như vậy 6 giờ 45 phút sẽ đọc là liệu tiễn, sư sứ phân ừ. à, sorry các bạn à, 45 đọc là sư sứ ủ nhá sư sứ ủ mình vừa đọc sư sứ là 40 rồi 6 giờ 45 sẽ là liệu tiễn, sư sứ ủ phân được chưa Tiếp tục trên màn hình sẽ có một vài hình ảnh để chúng ta luyện cách nói về giờ. Mình giới thiệu qua cho các bạn. Đây là 6 giờ đúng không? Đọc là liều tiển liều tiễn. 6 giờ, 6 giờ 5 phút đọc là liều tiễn ủ phân. Ở đây họ ghi là liều tiễn lính ủ phân, nhưng mà các bạn không cần phải thêm chữ lính đó Các bạn chỉ cần là liều tiễn ủ phân là được rồi. Tiếp tục, 6 giờ 15 phút đọc là liều tiễn sứ ủ phân. Liều tiễn, phân, 6 giờ 15 phút. Đến 6 giờ 30 phút, 6 rưỡi, chúng ta dùng là liều tiển bản 6 tiễn pan, được chưa? Là 6 rưỡi đấy. Rồi đến 6 giờ 45 phút đúng không? Đây 6 giờ 45 phút sẽ nói là liều tiện sư sứ ủ phân. Ừ, liều tiện sư sứ ủ phân. Đến 6 giờ 50 phút sẽ là liều tiện ủ sứ phân. Liều tiện ủ sứ phân. Ừ. Các bạn để ý về giờ kém. Ở đây có 6 giờ 45 phút và 6 giờ 50 phút. Thì có thêm cách gọi cách đọc nữa là nó là về cách giờ kém. Ví dụ, đây người ta cũng hướng dẫn đây. Đây người ta nói là chạy khờ chi tiền chạy khờ chi tiền thì 6 giờ 45 phút chính xác các bạn có phải là chúng ta hay nói là 7 giờ kém 15 đúng không như vậy là kém đọc là cha là kém ý khờ ý khờ một khắc một khắc có nghĩa là một khắc trong tiếng trung thì các bạn hiểu nó bằng 15 phút nhé như vậy là cha ý khờ là kém một khắc hoặc là kém 15 phút nữa chi tiện là 7 giờ kém 7 giờ kém 15 tương tự 6 giờ 50, 6 giờ 50 chính là 7 giờ kém 10 đúng không? Thì chúng ta nói là cha sứ phân, cha sứ phân chi tiện. Đấy, như vậy là 7 giờ kém 10. Thì mình giới thiệu qua cho các bạn, về các bạn mới học thì các bạn không cần phải nói giờ kém mà các bạn cứ nói số giờ, số phút ra là các bạn rất là dễ học, dần dần các bạn sẽ quen hơn. Rồi ok, chúng ta sang phần thứ hai, phải nói về các buổi trong ngày. Các buổi trong ngày như là chào chấn, Chào trấn là sáng sớm Đây là lúc sáng sớm ấy Rồi đến chào sáng Chào sáng Là buổi sáng Vào khoảng độ 6 giờ sáng cho đến 8 giờ 8 giờ sáng Nên dùng từ chào sáng Rồi sáng ủ Sáng ủ khoảng thứ 8 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa ừ. Trung ủ Trung ủ Trung ủ là buổi trưa Khoảng 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều Xe ủ 下午 ủ là buổi chiều hoặc từ 1 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều rồi đến buổi tối là quản 晚上 quản sáng là buổi tối 6 giờ 6 giờ tối cho đến 12 giờ đêm 夜间 là ban đêm bái thiên là ban ngày đó đây là một cách cũng là một cách chia khá là cơ bản chia về các buổi trong ngày ngoài ra thì người ta có những cách chia chi tiết hơn ví dụ có từ ví dụ như là lính trấn lính chấn nó rơi vào khoảng độ 3 giờ 3 giờ 3 giờ đêm ấy, 3 giờ đêm. Rồi Lý Mính, Lý Mính ở thời gian đang ở à, thời gian đêm đang chuyển sang ngày ấy, Lý Mính, Lý Mính vào khoảng 5 giờ. 5 giờ sáng. Ừ. Đó, rồi có Pang Oản, Pang Oản, Pang Oản là thời gian đang buổi chiều nó chuyển sang vào chuyển sang tối đấy, thì là vào khoảng độ 6 giờ, 6 giờ tối. Đấy, đây là có một số cách chia nữa. Về cơ bản thì các bạn nhớ chào sang, trung ủ, xe ủ, hoặc là sang ủ, và sang. Đấy, mấy cái cơ bản đó. Được, ok, chúng ta tiếp tục vào cách ghép buổi và giờ. Thì cách ghép buổi và giờ thì các bạn nói buổi trước và giờ sau. Buổi trước và giờ sau. Qua đây thì mình sẽ có một cách ghép ở trong tiếng Trung. Mình giới thiệu qua cho các bạn nhé. Là trong tiếng Trung ấy, thì thường nói cái to trước cái to trước cái bao quát trước rồi đến nói những cái nhỏ hơn sau ví dụ nhá ví dụ như là nói về ngày tháng mình đang giới thiệu thêm cho các bạn thôi nói về ngày tháng ấy trong tiếng việt chúng ta sẽ nói là ngày trước tháng sau rồi đến năm đúng không thì trong tiếng trung sẽ nói là năm trước tháng sau và ngày cuối cùng đấy nó nó cái to trước rồi cái nhỏ sau ví dụ nói về địa chỉ thì trong tiếng việt mình cũng nói cái nhỏ trước ví dụ xã huệ rồi mới đến tỉnh thì trong tiếng trung sẽ phải nói là tỉnh huệ rồi mới đến bên xã để các bạn hình dung được là cách ghép có rất nhiều cái mà trong tiếng trung các bạn chỉ cần đảo ngược lại các bạn chỉ cần hình dung được cái mấu chốt đó là các bạn có thể hình dung được vấn đề tiếp tục chúng ta vào cái bài ngày nay về cách ghép buổi và giờ chúng ta chỉ nói là buổi trước và giờ sau ví dụ 6 giờ sáng thì chúng ta nói là buổi sáng 6 giờ buổi sáng đọc là Chào sáng Liệu tiện Đúng không? Rồi 2 giờ chiều 2 giờ chiều chúng ta chỉ nói là Buổi chiều 2 giờ Buổi chiều là xe ủ Xe ủ lén tiện 2 giờ là lén tiện Đúng không? Rồi đến 10 giờ tối 10 giờ tối chúng ta nói là Buổi tối 10 giờ Buổi tối là Quảng 10 giờ là Sứ tiện Quảng sáng Sứ tiện 12 giờ trưa là... 12 giờ trưa chúng ta nói là Buổi trưa 12 giờ Buổi trưa là Trung ủ sứ ơ Đấy, trung ủ sứ 12 giờ trưa, được chưa? Chúng ta sang phần tiếp theo của bài ngày nay là nói về các ngày trong tuần Một số từ mới chúng ta cần nắm như là Mảy thiên, mảy thiên, mảy thiên là mỗi ngày hoặc hàng ngày Chin thiên, chin thiên, chin thiên là hôm nay Chúa thiên, chúa thiên, Chúa Thiên là hôm qua. Mến Thiên, mình Thiên, Mến Thiên là ngày mai. Hậu Thiên, Hậu Thiên, Hậu Thiên là ngày kia. Chiến Thiên, Chiến Thiên là hôm kia. Đây có một số từ cơ bản. Và chúng ta tiếp tục sang nói về cách ghép có thêm ngày và buổi thì tương tự như kia chúng ta phải nói cái to hơn đó là ngày trước rồi đến buổi sau. Ví dụ sáng mai, sáng mai thì chúng ta nói là ngày mai buổi sáng đúng không chúng ta phân tích như vậy để chúng ta dễ ngày mai buổi sáng nói là ngày mai là mến thiên chào sẵn thiên chào shang. được chưa chiều nay chiều nay chúng ta nói là hôm nay buổi chiều đúng không hôm nay là chin thiên ủ chin thiên đó rất là dễ các bạn cứ chịu khó luyện tập thì các bạn sẽ hình dung ra được cái quy tắc của nó và có thể sử dụng một cách rất là thành thục. Tiếp tục nói về cách nói về ngày, buổi và giờ thì chúng ta nói ngày trước rồi đến buổi, sau rồi đến giờ cuối cùng, cứ từ to đến nhỏ. Ví dụ 8 giờ sáng nay, được chưa? 8 giờ sáng nay thì sẽ nói ra làm sao? Thì các bạn phân tích nhá, 8 giờ sáng nay thì nói ngày trước, nay là hôm nay đúng không? Hôm nay là chín thiên buổi sáng là chào sang 8 giờ là 3 tiền như vậy 8 giờ sáng nay sẽ nói là xin thiên chào sang 3 tiền được chưa 6 giờ 30 6 giờ 30 phút sáng mỗi ngày mỗi ngày nhá mỗi ngày chúng ta vừa học rồi là mẩy thiên buổi sáng là chào sang 6 giờ 30 là liều tiền bản, được chưa chúng ta mỗi ngày buổi sáng 6 giờ 30 đó mẩy thiên chào sang liều tiền bàn tương tự 2 giờ chiều mai để chúng ta phân tích là ngày mai buổi chiều 2 giờ ngày mai là mình thiên buổi chiều xe ủ 2 giờ là lén tiện mình thiên xe ủ lén tiện được chưa 9 giờ tối qua tối qua chúng ta phân tích là hôm qua buổi tối 9 giờ đúng không hôm qua là chúa thiên buổi tối hoàn 9 giờ chiếu tiện chúa thiên hoàn chiếu tiện đó đây là cách nói về ngày và giờ Ok, bài ngày hôm nay đến đây cũng đã là kết thúc Thì thực chất nói về bài về thời gian này thì khá là dài Mình có làm những video giới thiệu rất là chậm Khoảng độ 3-40 phút đấy Thì nếu bạn nào mà qua bài nhanh này mà các bạn vẫn chưa hiểu lắm Thì các bạn có thể gõ từ thời gian cách TTP Thời gian cách TTB nhá Thì sẽ ra được cái video mà mình đã giới thiệu rất là chậm cho các bạn Thì các bạn có thể xem video đó thay vì xem video này